Thầy chào Vũ Huy. Chờ một chút không, mọi người vào. Ta sẽ chưa. Hôm nay thì ta có hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là thầy trò mình sẽ chữa cái bài và chữa cái nội dung của cái contest, cái đề thi thử số 2, cái đề thi thử số 1. Gọi là contest dành cho lớp KCB2, lớp KCB1 và cái lớp KNC2. Mới làm được 2 câu à? Ngày 1 tháng 8. Thầy cho mình chờ chút để mọi người vào. Đi chơi trại mà cũng quên được cả làm con test được đấy. Thôi sao lại cắm trại đợt này vui? Thấy thế sao lại vụ này có vụ gì đâu mà cắm trại nhỉ? Trại ở huyện à, trời sướng đấy. Lâu lắm rồi thầy không được đi với cắm trại, lâu phết rồi, phải tới gần năm rồi không được tham gia cắm trại rồi. Thầy có ai vừa vào nữa nhỉ? Thầy có chào Tuấn Anh nhé. Hôm nay thầy cho mình sẽ chữa đề ngày 11 tháng 8 và sau đó ta lại làm tiếp cái nội dung của lớp KCB2. Xem lớp KCB2 hôm trước chữa tới đâu nhỉ? Tuấn Anh cười nhạt quá. Học nội dung đây 2 3. Cái lớp KCB2 và lớp KCB1 với khung chương trình thì thầy trò mình thầy chạy chào Trần Gia Bảo. Chỗ đấy thì sẽ có đã có kế hoạch riêng với các thầy cô rồi Tuấn Anh nhé. Nên em cứ chủ động đi riêng. Thầy có kế hoạch đi riêng với các thầy cô. Thầy chào Trần Gia Bảo. Chờ một tí nữa, một chút nữa đợi mọi người vào. Mọi người chạy đâu hết rồi nhỉ? Để thầy vào kêu gọi 500 anh em rep. Đấy. Vâng. Trời ơi, thế nay giờ thầy tắt mic à?
Thầy buồn quá, thầy chào hết một lượt mọi người rồi, thế mà hóa ra thầy tắt mic, các em có thấy buồn thầy không? Khi nãy thầy chào Hoài Băng và thầy bảo là băng không xuống dưới trường chuyên học, buồn ghê. Rồi bảo thế là hôm nay là đang còn vắng. Đây có các bạn có Vũ Huy, Tâm, Tuấn Anh, Khôi Nguyên, Luật, Gia Bảo và Băng. Vậy đang còn vắng Mất Trung này, vắng Mất Vương này. Còn mà một hai bạn nữa. Ta chờ một chút xong thầy cho mình. Nhớ sang năm xuống nhá. Để nhớ đấy. Có từ 10 năm thầy phải bật chế độ ghi âm mới được. À cái thằng này nó record lại mà. Là gì? Nội dung của chúng ta hôm nay thì ta chưa cái đề thi thử ngày 11 tháng 8. Cái đây là một cái đề thi thử rất hay. Nó thu hút được cái số lượng người làm. Ừ đúng rồi, anh Trung là cái anh bé bé mà hôm trước học ở nhà thầy ra bảo. Hôm sau hôm qua thì anh Trung bị ngã xe, đang bị đau chân, chưa đi học được, buồn quá. Tí nữa Băng nhắn tin hỏi anh Trung xem anh đã đưa đau chưa nhé. Hình như anh vẫn đang bên viện 500 giường hay đâu. Ừ anh Trung anh siêu hướng nội mà. Rồi bây giờ ta sẽ may mắn gì anh Trung đi cùng anh Tuấn Anh ngã xe và anh Tuấn Anh đè này đè lên anh Trung và anh Trung bị đau chân. Rồi thấy có Luật, có Khôi Nguyên vào rồi, có Hà Lâm cũng đã vào. Hôm nay ở trong day 23 của lớp KCB2 thầy trò mình sẽ giải quyết được hai việc quan trọng. Việc đầu tiên thầy chữa nhanh cái đề thi thử số 1 là cái đề thi ngày 11 tháng 8. Cái đề thi này cái đề thi này là thu hút được rất nhiều các bạn làm contest dự thi, và tới thời điểm này thì có đủ các bạn ở các cái tỉnh tham gia dự thi cái contest này, và thầy thấy các bạn cũng làm bài rất nhiệt tình. Ở trong 3 ngày vừa rồi thì từ ngày 11, 12, 13 thì cái server của thầy nhận được. Khôi Nguyên hỏi có bảo bảng danh bị làm sao. Ừ, thầy đang nói dở là do cái tại trong 3 ngày vừa rồi các bạn học sinh làm contest rất nhiệt tình và làm thêm các cái bài ở các lớp thầy đang dạy thì mọi người nộp nhiều quá. Trong 3 ngày 11, 12 và 13 thì thầy thu được khoảng tầm hơn 1.300 lượt nộp của các bạn học sinh. Và khi đó server của thầy đành phải chơi bài là đâu nhỉ? Đây. Thầy phải gấp bài làm của các bạn thảo thành các cái thư mục. Thư mục bài làm 6 này là hôm nay có 195 bài các bạn đã nộp. Đây là nộp đúng, còn nộp lại nhiều lần thì nó đã còn nhiều hơn nữa. Để ta thử xem hôm nay tổng có bao nhiêu người đọc bài. Cái server của thầy chạy. Khoảng tầm 1.000. Hôm nay tổng số nộp của ngày hôm nay là có khoảng tầm 1.685 bạn bài nộp. Trong đó như vậy có những bài nộp các em nộp đấy 5-7 lần một lượt một bài. Và do đó thì ta thấy rằng cái ngày hôm nay là các bạn học sinh nộp bài rất đắt. Với khoảng tầm 1.600 bài nộp thì cái server của cái bảng danh của thầy bay màu luôn. Sắp tới thì thầy sẽ vận hành cái hệ thống server của trường chuyên do anh Phạm Nhật Quang ở trường chuyên anh đã xây dựng xong. Cái server rất ngầu và các em có thể thầy giới thiệu luôn các em cái server tên nó là CIB OZ. Tuy nhiên để làm bản đồ bài được trên server này thì các em phải là thành viên được kiểm duyệt của đấy thì các em mới vào được. Cái trang này là CIB của server của anh của trường chuyên, cài trên một con server hơn 100 triệu. Tốc độ chấm cực kỳ ngầu, và ta có thể thấy cái máy chấm nó sử dụng hai máy chấm đa luồng. Một thời điểm nó có thể chạy lên tới được khoảng tầm 10.000 người truy cập vào cùng một lúc. Nó chấm được tất cả các loại ngôn ngữ lập trình bây giờ, từ Scratch, Python, Pascal, C++. Sắp tới thì thầy sẽ vận hành cái hệ thống này để cho các em làm và chấm bài trên đây. Nó đảm bảo các bạn sẽ chấm cực kỳ sướng. À tất nhiên không, server thì
Cái server của thầy thì nó chạy trên cái con Core i3 thế hệ thứ tư thì không nói làm gì các em ạ. Nó là một câu chuyện rất buồn của thầy. Đây là cái server này vậy là đang phục vụ cho đội tuyển tin của trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Và sắp tới mở rộng lên thì thầy sẽ mời các bạn tham gia vào cái server này để học và làm bài trên đấy. Khi đó các bạn sẽ nằm ở trong các cái tổ chức, trong các tổ chức này sẽ là các cái lớp học. Các em làm bài và sẽ có bảng xếp hạng ở trên các lớp học đấy. Đấy, có sẽ các bạn xếp hạng trên lớp học này. Rồi đó là thầy giới thiệu qua cái server. Cái phiên bản mới nhất thì anh Phạm Nhật Quang là cái anh ở đội tuyển tin của thầy, năm vừa rồi anh đạt giải ba cấp quốc gia. Thì anh đấy năm nay và vừa mới được tuyển thẳng vào Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia. Thì mấy hôm nay anh kỳ cạch anh update cái server lên một cái phiên bản mới nhất để chạy để nó có thể mượt nhất có thể. Rồi đó là thầy quảng cáo góc server một tí để ý nói là con server của thầy rất chi là gà. Rồi bây giờ mọi người vào cũng khá đủ, chỉ thiếu có mỗi Vương, thiếu ai nữa nhỉ, thiếu Trung, rồi bởi vì Trung bị đau chân rồi thiếu mất hai bạn, còn một số các bạn khác nữa. Rồi ta bắt đầu ta đi đánh nhanh thắng nhanh vào các cái nội dung luôn nhé. Đầu tiên ta sẽ chữa nội dung đề thi thử số 1 ngày 18 tháng 1. Hiện nay thì đa số các bạn đã làm full điểm cả 4 bài. Có một số bạn do mải đi cắm trại nên quên chưa làm hai bài cuối đúng không, mới làm hai bài. Đấy. Rồi một số bạn thì đã làm các bài nhưng chưa full điểm, nhưng nói chung thì thấy các bạn làm bài rất tích cực. Trong 3 ngày đấy, ví dụ như có bạn là CB8, các bạn này học lớp 8 đã nộp bài. Dạo này các bạn học sinh tích cực nộp bài quá nên cái con server của thầy nó đang bị bay màu. Con test của mình là về con test 11 tháng 8 đây. Con test 11 tháng 8 nhận được quan tâm của rất nhiều các bạn học sinh, trong đó cái riêng các lớp KNC, các lớp online, lớp offline và các cái lớp học sinh, các bạn học sinh ở các tỉnh khác và ở trong tỉnh Yên Bái, các bạn cũng tham gia. Cái bảng ranking của nó thì chắc tối nay thầy sẽ chấm lại toàn bộ server. Có thể tối nay thầy cho down cái server, sau đó thầy chấm offline. Sau đó thầy sáng mai thầy sẽ công bố cái bảng ranking của các bạn sau một thời gian ôn luyện. Tại thời điểm này thì số lượng bài lớn quá nên mình không thể chấm và chờ kết quả ngay được. Mà chấm xong thầy đi ngủ, sáng mai chắc nó chấm xong. Mỗi bài nó chấm mất khoảng tầm 15 giây thì có khoảng tầm hơn 2.000 bài thì nó chấm cũng khá khá lâu đấy. Rồi, các bạn lưu ý là cái kênh YouTube của thầy sẽ đăng video bài giảng này. À đúng rồi, Gia Bảo ạ, nói là đề thi cấp trường thôi, nó cũng khá nhẹ nhàng, nó phù hợp với chuyên gia. Thì bởi vì Gia Bảo bạn mới học cấp 2 nên thấy cái đề này nó còn quá nhạt đúng không? Các video bài giảng này thầy đây sẽ up lên trên kênh YouTube Đặng Tuấn Thành của thầy, nên các bạn nào chưa like, share, comment cần lực thì nhớ subscribe kênh giúp thầy nhé. Góc quảng cáo thì các bạn vào YouTube cứ tìm chữ Đặng Tuấn Thành kiểu gì cũng nhìn thấy thầy ở đâu đó, nhớ đăng ký kênh giúp thầy. Khi các bạn nộp bài trên server, nếu mà server mà tài khoản không đăng nhập được thì các em nhắn qua cái Zalo của thầy là 0854518333 để thầy reset lại mật khẩu. Bởi vì các bạn thấy ví dụ như ở đây cái server nó rất yếu nên tại thời điểm này có hơn 100 thí sinh thôi. Đấy, có hơn 111 thí sinh. Thì nếu mà nó bị lag cái là thầy lại phải reset lại, mà reset lại thì mật khẩu nó sẽ bị thay đổi. Thì các em sẽ cần nhắn qua thầy để thầy cấp lại mật khẩu nhé. Rồi, hôm nay ta sẽ bắt đầu với cái nội dung cái bài toán đầu tiên. Cho số nguyên dương A và B, nhiệm vụ của bạn là tìm ước chung lớn nhất của nó là số chẵn hay số lẻ. Đấy. Vậy thì với hai các số nguyên dương A và B thì bây giờ người ta cho T là số bộ dữ liệu, T là 16. Đấy nhá. Với mỗi số AB thì AB nó sẽ nằm trong phạm vi từ âm 10 mũ 6 cho tới dương 10 mũ 6. À, trên thực tế với bộ test thì ta có nên can thiệp với cái số nguyên dương thôi, chứ ít khi thầy là xây dựng bộ test là số âm. Vậy thì ở cái bài này thì đây là cái chương trình khuyến mãi. Chương trình khuyến mãi đó là câu 1 thì mọi thí sinh đi thi làm sẽ đạt full điểm. Do đó các bạn đọc đề và làm thật cẩn thận là được.
Vậy thì hướng dẫn thuật toán để làm cái bài toán này thì chắc hẳn các em cũng đã thấy. Hiện nay thì có rất nhiều đợi này tí nhé, để cho tô cái màu cho nó đẹp lên tí. Không biết các bạn thấy thầy tô màu có đẹp không? Người ta hỏi ước chung lớn nhất của nó là số chẵn hay số lẻ. Vậy thì ta ý tưởng của ta, các bước giải thuật của bài toán thì ta sẽ bước 1 thì ta thực hiện nhập t. Đến bước 2 ta thực hiện là duyệt y chạy từ 1 cho đến t và thực hiện công việc. Ta thực hiện là xây in cái thằng số A và B. Đấy. Ta lưu ý rằng là khi ta xây in thằng A, B xong thì bây giờ công việc của mình là xử lý bộ số đó xem nó là chẵn hay là lẻ. Đấy, ước chung lớn. Vậy thì thầy sẽ tổ chức thủ tục xử lý thằng A và thằng B. Đấy. Trong thủ tục xử lý này với bài toán khác thì ta sẽ làm khác. Nhưng với bài toán này ta chỉ làm mỗi cái công việc. Đó là kiểm tra xem bước 1 tìm ước chung lớn nhất. Bước thứ hai nếu ước chung lớn nhất là số lẻ thì ta sẽ out ra là số chữ order. Còn nếu là số chẵn ta đi thông báo ra là chữ even. Đấy. Lưu ý để các chữ này là các chữ chữ thường, nó không phải chữ hoa nhé. Nên đi thi nhiều bạn hy sinh bởi ở chỗ này. Đó là các bạn không phân biệt được chữ hoa chữ thường hoặc là không để ý. Ở đây trong đề bài do test nó có đuôi là đuôi in nên thầy ngại đổi lại nên thầy tô đậm nó ở đây. Một số bạn đã mất một hai lần nộp bởi vì nộp xong không thấy file kết quả, là lý do là file in của thầy thầy đặt nó là int chứ không phải là in chứ không phải là np như mọi khi. Nhưng trong mọi kỳ thi nó sẽ là INP nhé. Đây là riêng có mỗi trường hợp này là do test nó nhiều mà thầy chưa thay đổi thôi. Rồi và sau đó ta kết thúc giải thuật. Như vậy thì bây giờ ta sẽ chuẩn bị cái thủ tục xử lý. Cái số nguyên dương U và số nguyên dương V. Đấy. Thì ở đây để tránh và chạy chạy cái code block thì cho nó code cho nó đẹp chứ code trên Word thì trông nó hơi buồn cười. Sao nhỉ? Các bạn trở lại thì sao tự nhiên thầy lại có đứa nào nó đang spam máy của thầy có bạn nào đang nộp bài MA4 thì khổ thân với server của thầy đó già yếu rồi thôi ta thể thầy code ra trên ấy vậy bây giờ ta sẽ thực hiện là tổ chức một cái void xử lý thầy chào anh Minh mấy hôm thầy không gặp anh Minh đúng rồi bảo khi nãy mới đang thiếu ai thiếu Vương thiếu anh Minh thiếu Trung ở đó thầy chuẩn bị một cái thủ tục xử lý trong thủ tục xử lý này thì thầy thực hiện cái công việc là cứ với mỗi bộ số AB thì thầy thực hiện yêu cầu của bài toán nó là hẳn là một cái bài toán con với bộ số AB này ta hạn chế tối đa cái việc làm trực tiếp ở đây nhé. Bởi vì với một cái bài toán có kích thước lớn, tức là một cái bài toán yêu cầu nhiều việc, nếu ta xử lý luôn ở đây thì không kiểm soát được lỗi đâu. Vậy thì ta nên tổ chức nó thành một cái void thủ tục xử lý với bộ số UV. Thì ở đây thì ta nhận thấy rằng thầy gọi P sẽ là bằng ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất thì các bạn nên tổ chức một cái hàm tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương U và V theo cái giải thuật Euclid nhé. Bởi vì giải thuật Euclid nhiều khi nó sẽ chạy nhanh hơn so với hàm GCD nên một số các bài toán ấy, khi kích thước test nó lớn thì sử dụng giải thuật Euclid nó chạy nhanh hơn so với hàm GCD nhé trong một nhiều nhiều trường hợp nó chạy nhanh hơn do đó thầy rất khuyến cáo các bạn là riêng cái hàm Euclid cái mà R bằng chừng nào của, mà u đang v đang lớn hơn không thì r bằng u phần trăm v u bằng v bằng r đấy sau đó ta return u đấy, đấy. Và giải thuật Euclid nhé
Còn nếu không các bạn sử dụng nó gạch chân GCD của UV cũng được. Nhưng cách như thế thì nó không thể hiện nhiều lắm kỹ năng lập trình của mình. Nhưng mà nó vẫn đúng. Đi thi quan trọng nhất là đúng. Tất nhiên đi thi thì các bạn chỉ cần dùng thế là đủ. Nhưng cái thầy mong muốn các em là chạy nhanh hơn bằng giải thuật Euclid. Rồi thì đề bài người ta hỏi là ước chung lớn nhất là chẵn hay lẻ? Như vậy ta nhận thấy nếu P là số chẵn. Thì thông báo ra là even. Ngược lại thì ta thông báo ra là odd thì phải. Các bạn thận trọng với các cái sơ các bài mà nó đưa ra kiểu dữ liệu sâu này nhé, phải nhớ phân biệt chữ thừa, chữ hoa và chữ thừa. Đấy. Như vậy thủ tục xử lý của mình đối với bài toán này nó chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng với các bài toán khác thì các bạn lưu ý ta nên tổ chức như thế này. Những cái bài tập này người ta nó thuộc dạng là bài multiple test, multiple test là bài gồm nhiều bộ test, và những bài gồm nhiều bộ test là cái xu thế thi hiện nay, là xu thế thi hiện nay. Nên đa số các cái bài tập mà các bạn sẽ gặp trong các kỳ thi là gồm nhiều bộ test. Đây là thuật toán cái bài thứ nhất, bài Ox. À, Khôi Nguyên chờ thầy 1 giây, thầy sẽ xem lại bài của em nhé. Thầy gửi các bạn vào trong nhóm. Hôm nay buổi tối thầy cũng khá rảnh rỗi nên thầy cho mình có thể học muộn một tí các em nhé. Thế khi nãy thầy có một cái lớp cơ bản nên học kết thúc hơi muộn nên rồi. Rồi với bây giờ ta lấy một cái code của một bạn nào đó cho nó đẹp và ngầu một tí nhé. Thôi ta ưu tiên con gái đi. Con gái thì lớp ta có bạn Băng là con gái, rất chi là cute for my que. Ta chờ thì xem bài làm của bạn, chắc là bạn nộp hôm qua thì nó sẽ lên bên thư mục này. Thầy khen thì tôi Băng ạ. Mà mỗi lần thầy khen con gái của thầy nó lại bảo bố lại điêu rồi. Băng lại nộp từ hôm trước nữa à? Giờ này các bạn nộp bài ác quá, cứ mỗi bài mỗi ngày có mấy chục bản nộp như thế này, server nào mà chịu nổi. Đây rồi. Chính xác. Rồi chị Băng là con gái cute của mai que. Rồi. Ta phải comment tác giả vào đây. Đấy. Rồi thêm chữ động viên, thêm chữ xinh cute nữa đằng sau. Đấy, đây là code của chị Băng. Sau khi thực hiện nhập n thì nhập t xong thì với mỗi bộ số thì về bạn ấy sẽ thực hiện tìm bộ chung nhỏ nhất của nó và thực hiện đưa nó ra luôn. Ôi giời ơi. Tôi buồn học sinh tôi quá. Nhưng không sao. Vũ Hiê, A âm thì mình lấy trị tuyệt đối của nó nhé. Lưu dấu nó lại. Nhưng mà dữ liệu test của thầy chỉ có A Nguyên Dương. Rồi, bây giờ thầy vừa rồi ở bài này có bạn nào có hỏi đáp nhỉ? Vừa rồi có Nguyên có hỏi đúng không? Cốt của Nguyên không phải là bên này. Thế chắc là Nguyên nó sẽ là bên này. ACB2. Ông Nguyên đâu nhỉ? À đây rồi. Bài số chắc số lẻ đấy không? Chuyện bình thường mà Băng.
Sau khi nhập T duyệt T A mắc A min D min đường này số dư đường này mắc thì bằng min A bằng min 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 bằng min là giá trị nhỏ nhất, cái thằng này bằng số nhỏ nhất, cái thằng này bằng số dư, sau số dư này A vẫn áp dụng theo cái tư tưởng của giải thuật Euclid, nhưng mà code như thế này thì ta cần phải cải cải thiện lại bằng cái giải thuật Euclid bằng một hàm nhé, nếu cái thằng này là số trắng thì đưa ra đấy, code cũng rất rõ ràng. Tuy nhiên thì chỗ này thầy cũng cảnh báo luôn với các bạn luôn nhé, cũng tiện chăm thử tranh thủ cái code của Nguyên. Thứ nhất là khi mà ta sử dụng biến y làm biến chạy thì tuyệt đối không được for for y kiểu này nhé. Khi for kiểu này thì ta lưu ý biến chạy của ta nên khai báo luôn ở trong đây, nên khai báo trong vòng lặp for luôn là một. Cái thứ hai là cuối chương trình của bạn. Em chờ thầy tí. Chính xác cô Nguyên, ở cuối chương trình trong mọi bài thằng INT main nếu thiếu chữ return không thì chắc chắn các em sẽ bị bay màu trong mọi kỳ thi nhé. Do đó các em lưu ý khi đi thi câu lệnh cuối cùng của chương trình mình trước khi thằng đóng ngoặc đó là thằng return không. Bởi vì ở ta đang là INT main, nó là một hàm trả về kết quả kiểu Nguyên thì return không nó là trả kết quả cho hàm đó. Do đó nếu không có thằng này chương trình chắc chắn sẽ bị không điểm nhé. Trước đây thì đội tuyển tin của thầy cái khóa K24 cũng có một anh thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Quên một phát bay luôn 7 7 điểm một câu. Năm đó đề thi chỉ có 3 câu thôi. Một câu 7 điểm bay màu chỉ vì quên return không. Không cứu được. Rất may năm đấy vẫn được giải khuyến khích bởi vì hai cái câu kia anh ấy làm cũng khá tốt. Thì năm đấy anh ấy cũng đạt giải cấp quốc gia. Đến năm sau thì rút kinh nghiệm thì anh ấy đạt giải nhì cấp tỉnh và đạt giải ba cấp quốc gia. Thì nhưng mà ta thấy rằng là dù các bạn ở cái mức độ level cao như thế rồi đi thi vẫn quên bình thường, thiếu thằng return không này chắc chắn sẽ bay màu về quê chăn vịt luôn, cả nhà lưu ý nhá, và các bạn xem video, các bạn khác xem video các bạn cũng lưu ý chỗ này, nếu mà thiếu return không trong thằng INT main chắc chắn bài thi sẽ về không điểm, không cứu được đâu. Rồi như vậy cái bài thứ nhất ta đã giải quyết xong với cái chi phí thời gian cài đặt và làm bình thường, chắc các em mất khoảng tầm 5 phút để làm nó. Rồi. Bây giờ thì cho mình tiếp sang bài thứ hai, bài phân đoạn ca, bài ca gút. Bài này là một trong những bài rất chi là ngầu và cực kỳ hay. Bài ca gút này mảng A, cho mảng A gồm có n phần tử và cho một cái số nguyên dương k, n là 10 mũ 5. Với giới hạn n là 10 mũ 5. Ừ đúng rồi, môn một nó phải đưa ra odd chứ nhỉ? Nó là số lẻ. Với n bằng à, như vậy bài vừa rồi có ai có thắc mắc gì không? Các bạn khác có sai test nào không nhỉ? Các bạn chờ thầy một tí xem nào. Bạn nào học sinh? À, bài 2 á, bài 2 thì từ từ. Chờ thầy tí. Ở cái bài số 2 các bạn đọc kỹ lại cho thầy bài số 2 nhé. Có đứa nó gửi cho thầy cái ảnh mà nó chụp xong máy thầy không loát được, chắc đêm nay thầy phải cho down server cho nó nghỉ, nó chạy chắc là tầm một tháng nay chưa tắt. Rồi tôi tóm lại bây giờ chưa xem được ảnh của bạn này là do máy của thầy đến bây giờ một bức ảnh nó cũng không xem được. Rồi bây giờ ta sẽ tranh thủ đánh nhanh thắng nhanh cái bài này này nhé.
Rồi bây giờ ta cho mảng A gồm có n phần tử và số nguyên dương k. Ở đây n nhón bằng 10 mũ 5, vậy ta dự đoán lên bài này có thể làm với độ phức tạp là ON nhân log n, tức là ta vừa for vừa tìm kiếm nhị phân, vừa hoặc là vừa sort nó lại và thực hiện yêu cầu bài toán. Nó chỉ có một cái hoặc là sử dụng một cái cấu trúc dữ liệu gì đó. AI ở đây ta người ta cho là 10 mũ 6. À với 10 mũ 6 thì ta nhận thấy rằng bài này có thể liên quan tới sàng nguyên tố. Bài này có thể liên quan tới đếm ước. À đếm ước thì vẫn đếm được nhỉ. À, liên quan tới sàng nguyên tố. Đấy, hoặc là sử dụng mảng đánh dấu. Như vậy ta có một kỹ năng là đọc giới hạn của đề để dự đoán xem cái bài này mình sẽ làm theo phương pháp nào nhé. Vậy thì ở với bài toán này người ta gọi nó là k phân đoạn root nếu nó không chứa nhiều hơn k giá trị khác nhau. À, không chứa nhiều hơn k giá trị khác nhau. Như vậy thì nếu mà các bạn nghĩ một cách ngây thơ nhất, bây giờ đề bài là cho n, bây giờ người ta in ra hai số LR là chỉ số đầu và chỉ số cuối của đoạn dài nhất. Nếu có một số phân đoạn dài nhất thì in ra cái đoạn đầu tiên dài nhất thì khi đó nghiệm nó sẽ là duy nhất. À, vậy thì cái test này thì nó không nói lên điều gì. Ê, nhưng mà bây giờ thầy lấy một cái test khác để cho các bạn hình dung được kỹ hơn. Bây giờ thầy có test là lấy cái test bây giờ bất kỳ đi. Đấy chẳng hạn. À, với cái test này thì ta có 2, 4, 6, 8, có 9 phân tử. Đề bài người ta yêu cầu là không có nhiều hơn k giá, không chứa nhiều hơn k giá trị khác nhau. Vậy bây giờ thầy cho là 3 đi. Rồi các bạn cho thầy biết đó là cái test này nó ra bao nhiêu. Để ta hiểu đề hơn một tí tí nhá. Thầy phóng to ra tí cho bà con nhìn cho dễ. Ở đây thì ta nhận thấy rằng là vì dãy có độ dài không quá 3 phân tử. Ở thầy quên cái dãy này thầy lấy như này đi. Rồi. Ví dụ như thế. Không quá 3 phân tử thì thầy nhận thấy là thằng này với thằng này giống nhau bỏ qua. Thằng này khác nhau, ok, cộng độ lên độ dài, thằng này khác nhau, ok, cộng lên độ dài. Đúng không? Và các phân tử này khác nhau, thằng này giống thằng này bỏ qua, khởi tạo lại độ dài. Bắt đầu tiếp từ đây. Từ đây đến đây. Thấy thằng này là nó giống nhau, bỏ qua thằng này, bắt đầu đến kế tiếp đến thằng này. Như vậy độ dài khi nãy mình đang lưu được một cái là bằng là 3. Rồi. Tới thằng này ta cộng với thằng này, đến thằng này, ngon quá. Đến đây không được. Đúng không? Vậy thì ta lui lại đây, vậy thì ta có độ dài bằng 4. Vừa rồi thì thấy 500 anh em đang thấy có Phúc Tâm, có Băng và đã cho trả lời là bằng 4 rồi. Rồi kế tiếp đến thằng 4 này, 4 2 3 gặp 4 rồi, ok. Kế tiếp gặp thằng 2 này, ta có 2 3 4 5. Sau lại gặp thằng 3 nó trùng rồi bỏ qua, vậy 2 3 4 5. Sau đó ta quay trở lại đến thằng 3 4 5 3. Thì gặp thằng 3 trở lại bằng 3. Như vậy thì ta nhận thấy rằng độ dài bằng 5, mọi người tìm ra cái dãy nào đây? Băng và Tâm cho các bạn này cho thầy biết dãy có 5 phân tử là dãy nào, thì thấy có mỗi dãy 4 phân tử thôi mà. Dãy 5 5 4 4 1 làm sao chấp nhận được? Không chứa nhiều hơn k giá trị khác nhau. Chết rồi, thầy hiểu sai đề rồi. Sau khi thầy lấy test để cho các bạn hiểu rõ đỡ khỏi sai đề thì cuối cùng mình mới làm hiểu nhầm đề. Thầy đang hiểu là tìm ra một cái dãy dài nhất mà có các phân tử là phân biệt. Thầy già cả quá rồi, buồn thầy quá. K giá trị không chứa nhiều phân tử nhiều hơn k giá trị khác nhau, k giá trị khác nhau. À rồi, như vậy ở đây thì k giá trị khác nhau thầy ta có là ba giá trị khác nhau. Ba giá trị khác nhau thì cái dãy này có ba giá trị khác nhau, ok. Ba giá trị khác nhau, ok. Ba cái này bốn giá trị khác nhau bỏ qua. Cái này hai giá trị khác nhau, ba giá trị khác nhau, bốn cái giá trị khác nhau, bốn giá trị khác nhau, năm giá trị khác nhau. À bốn giá trị khác nhau, đây đây độ dài đây. Như vậy k đang bằng 3, k của mình bằng 3 thôi. Thì nó chỉ là cái dãy này. Ừ đúng là nó bằng 5 thật.
Như vậy người ta yêu cầu chỉ số đầu và chỉ số cuối của đoạn dài nhất thì nó sẽ trỏ vào cái dãy số là trỏ vào con số 4. Con trỏ R chỉ vào cuối đoạn là 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy nó chia ra test là 3 và 8 có độ dài bằng 5. Ai giải 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, như vậy thì ở cái bài toán này thì ta nhìn thấy cái giới hạn sắp tác 1 với 60% điểm N nhỏ bằng 100. N nhỏ bằng 100 tức là các bạn có thể for được 3 vòng lồng nhau nhá. AI này thì nhỏ hơn 1.000 thôi bỏ qua nó đi. Đấy. AI 1.000 thì ta có thể được đếm phân phối cũng được. AMI nhỏ 10 mũ 6 ta đếm phân phối cũng được. N nhỏ bằng 10 mũ 5 là ta N nhỏ bằng 10 mũ 5. Ok bài này đi. Rồi thì về bây giờ ta sẽ giải quyết cái bài toán theo cái tư tưởng theo từng sắp tác một để các em có cái thói quen làm bài theo sắp tác. Các bạn nó ra 1 năm à? 1 năm. À, đôi, 4, 5. À, 1 năm cũng chấp nhận được. Ừ, cái dãy đầu tiên. Ừ, cảm ơn Phương Tâm. Nó ra 1 năm cũng là một dãy. Vì nếu có dãy dài nhất thì đưa ra cái đoạn đầu tiên. Khi nãy ta quên mất đến cái đoạn này. Đoạn này cũng độ dài bằng 5 và có 3 phần tử khác nhau. À, không có K lần. Không có K giá trị sẽ không quá K giá trị khác nhau. Rồi. Không có K giá trị khác nhau. Rồi bây giờ như vậy thì bài toán này thì các bạn sẽ nghĩ đến ngay cái sắp tác 1. À, sắp tác 1 thì ta sẽ thực hiện cái duyệt y chạy từ đầu dãy số cho tới cuối dãy số. Ta duyệt theo kiểu giống như sắp xếp nổi bọt đấy. Ta duyệt j chạy từ y cộng 1 cho tới n. Đấy. À, khi đó thì ta nhận thấy như sau. Ta đang giải quyết cái bài toán tổng quát nhé. À, khi đó nếu kiểm tra cái dãy bắt đầu từ chỉ số y kết thúc chỉ số j mà thỏa mãn thì chứng tỏ đây là một dãy thỏa mãn. Thì ta thực bây giờ ta mới cập nhật. Đây ta đang giải quyết bài toán tổng quát nhé. Với cái bài toán này của hôm nay của chúng ta là bài toán kiểm tra xem nó không chứa nhiều hơn k giá trị khác nhau trong cái đoạn đấy. Nhưng với một bài toán khác thì yêu cầu khác. Thì bây giờ ta cần giải quyết được cái bài toán tổng quát của nó. Ta sẽ for hai về hai đầu để ta thu được hai chỉ số easy. Từ với mỗi chỉ số easy đấy, các em sẽ thực hiện kiểm tra trong đoạn từ y đến z có thỏa mãn điều kiện chỉ có k phần tử khác nhau hay không. Muốn kiểm tra k phần tử khác nhau thì ta có rất nhiều cách để làm. Có những cách rất ngây thơ đó là các em sắp xếp nó lại thành một dãy. Sau đó ta sẽ thực hiện. Đấy nhé. Kia thực hiện kiểm tra theo cái kiểu for từ đầu đến cuối. Nếu hai thằng khác nhau tăng biến đếm lên. Nếu biến đếm mà vượt quá k thì ta return false. Sau vòng lặp for đấy. Đấy, tí nữa ta sẽ code luôn cái đàn này. À, nếu thỏa mãn thì ta nhận thấy rằng một dãy con bắt đầu từ chỉ số y và kết thúc ở chỉ số z là cái thỏa mãn, là cái đầu tiên thỏa mãn đúng không? Thì ta sẽ thực hiện cập nhật cái giá trị tốt nhất. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu cái giá trị z của mình bây giờ z ban đầu là độ dài với một dãy con bắt đầu từ chỉ số y kết thúc ở chỉ số z thì độ dài của dãy con đó là z trừ y cộng 1. Như vậy nếu z nhỏ thua z trừ y cộng 1 đang ghi giả lập thì thầy ghi luôn thì ta thực hiện việc cập nhật thì ta cập nhật kết quả. Đấy. Lưu ý rằng nếu mà có hai thằng có độ dài bằng nhau thì khi đó ta vẫn không cập nhật nhé. Nếu trường hợp này có dấu bằng thì nó sẽ thu được cái cấu hình cuối cùng. Còn nếu mà ở đây không có dấu bằng thì nó sẽ thu được cấu hình đầu tiên. Đấy. Thì cấu hình khi mà ở đây thì ta sẽ thực hiện là z nhỏ thua z trừ y cộng 1 thì cái ta đang cần lưu đầu tiên là ta gắn z thì bằng z trừ y cộng 1. Có bạn bảo thưa thầy chỗ này sao thầy không sử dụng hàm max luôn cho nó nhanh.
Hàm mắt thì nó chỉ thu được cái thằng giá trị tốt nhất, chứ nó không thu được vị trí. Vậy thì bây giờ thầy muốn chạy một lượt, thầy thu được luôn chỉ số của đầu dãy đó. Vậy thì thầy lưu luôn cái chỉ số Y0. Thầy khởi tạo bằng chỉ số Y. Nếu mà rảnh rỗi hơn tí nữa thì các bạn khai báo chỉ số Z0 bằng Z. Thầy hay có hay cái thói quen đó là trong vòng lọc for muốn lưu được chỉ số, muốn lưu được một cái địa chỉ nào đó mà để sau khi chạy xong mà có nghiệm, thầy hay sử dụng cái biến Y0, Z0. Mọi người thì sử dụng cái gì thì các em cũng nên sử dụng, có thói quen sử dụng nghiệm để sau này mình chạy chương trình mình gặp lỗi đâu mình kiểm soát được ngay. Đấy. Rồi sau khi chạy thực hiện cái công việc trên xong, cái ta thu được một thứ rất hay. Bởi vì bài này liên quan tới cái độ dài nên ta sẽ khởi tạo Z bằng 0. Nhá. Đấy. Ta sẽ khởi tạo Z bằng 0. Ở đây ta for đuổi như thế này thì ta nhận thấy trường hợp tệ nhất. Đấy. Trường hợp tệ nhất. Bởi vì nó không có quá k các phần tử khác nhau. Quá k các phần tử khác nhau. Như vậy thì cái dãy con mà tối thiểu mình kiểm tra thì nó phải là từ y cộng k trừ 1. Sao cô Nguyên? Tuy nhiên thì ở đây ta đang for theo kiểu sắp xếp nổi bọt. Chứ ở một số bài toán khác nữa, trường hợp tệ nhất mà muốn chọn được một phần tử cũng thỏa mãn thì các em hãy lưu ý giúp thầy là ta for chạy gì chạy từ y nhé. Cứ với mỗi bài toán khác nhau thì cái chỗ địa điểm này, cái điểm chỗ mà thầy màu tô màu đây thì ta sẽ ấy khác nhau và hàm kiểm tra của mình. Vậy từ từ đây trở đi các em sẽ có hẳn một cái lớp bài toán rất hay, đó là cho một cái dãy số tìm một cái đoạn con liên tiếp thỏa mãn điều kiện. Với những cái bài nào nếu các em không nghĩ ra được một giải thuật tối ưu thì các em hãy cài đặt theo giải thuật này. Mình thử tất cả các dãy con bắt đầu từ chỉ số y và kết thúc ở chỉ số z nếu nó thỏa mãn điều kiện. Vậy thì điều kiện này các em tổ chức thành một cái hàm trả về kiểu chu phô. Đấy. Với cái bài toán ví dụ tìm dãy con liên tiếp dài nhất chỉ bao gồm các số nguyên tố. Vậy thì cái hàm kiểm tra y này thì ta for y chạy từ y đến z nếu các thằng nằm trong đoạn này là số nguyên tố thì ta tăng biến đếm lên. Nếu biến đếm đó mà bằng chính độ dài của dãy thì chứng tỏ dãy này chứa toàn số nguyên tố. Đấy. Thì đây chính là cái mô hình để giải quyết cái bài toán tổng quát là cho một tìm dãy con liên tiếp. Vậy thì khi mà thầy ra một cái đề, thầy mong muốn các em là xác định được cái bài toán tổng quát để làm được bài toán đấy. Chứ ta từ đó cứ sau này các em làm các bài tập mới thì các em sẽ quy nó về một trong những bài toán đơn giản dạng như bài ta đã làm rồi. Thì ở đây thì cái bài toán là tìm dãy con liên tiếp thỏa mãn điều kiện. Đấy. Cái chữ điều kiện này thầy cho nó sang vì mỗi bài toán khác nhau thì nó là khác nhau. Ở bài toán này điều kiện đó là không có quá k phần tử khác nhau. À, trong quá trình làm bài có bạn nào làm theo cách sao tác một này không? Để thầy lấy code bỏ vào đây với. Bạn nào làm theo cách một các bạn comment giúp thầy với. Ôi, Nguyên sao lại trả lời không một cách buồn bã. Các bạn khác thì chắc toàn nghĩ ra cách tối ưu thôi, đúng không? Vâng, được rồi. Như vậy thầy thử đi tìm xem 500 code của các em ở đây xem nào. Bây giờ ta sẽ xem code của ai bây giờ nhỉ? Có anh Minh, Lâm, Vũ Huy, Phúc Tâm, Tuấn Anh, Khôi Nguyên, Luật, Gia Bảo và Hoài Băng. Rồi, thầy nhìn trên list này để thầy chọn. Nguyên chưa làm thì ta sẽ KCB đạt. Ôi giời, ông Phúc Tâm nộp bài ngay. Trời ơi. Gia Bảo xem sao. Gia Bảo mới nộp một bài này đây à? Minh, Tuấn, Thúy, Huy, Huy đã làm bài. Bài ca gút Huy làm đây rồi. Ta xem.
Huy xử lý, Huy xử lý ngầu thế nhỉ? Thì thấy bạn Huy làm hay quá, thì con luôn cốt vào đây để cho các bạn tham khảo nhé. Thầy cóp thế nào? Huy có cài ấy không mà thầy cóp cốt phát nó cóp được có mỗi một dòng thế này. Rồi. Rồi thầy xem bài của Vũ Huy nhé. Vũ Huy sử dụng cái address set, address set, cái này là khá hay. Cái này nó là kiểu tập hợp. Hiện nay thì kiểu tập hợp thì ta có set address set là hai hoặc là một cái multi set nữa, có ba thứ đang rất được thịnh hành hiện nay. Ta có address, address đúng không nhỉ, set, và thêm một cái nữa là multi set đấy, là ba cái rất thông dụng hiện nay để lưu trữ dữ liệu. Băng lưu ý chỗ này nhé, băng chụp lấy cái này nhé, cái này dùng cực hay, dùng nó vô cùng thuận lợi. Vậy thì ta, và tất nhiên các bạn khác cũng thế, thầy nhắc băng như thế chẳng qua ở đây có mỗi băng là con gái thôi. Chứ nếu mà Nguyên là con gái thầy cũng bảo Nguyên nhá. Phải nhớ cái kiểu dữ liệu này nhá. Cái kiểu dữ liệu này dùng rất hay. Ở trong cái lớp nâng cao KNC 2 các em sẽ được học cái các kiểu dữ liệu này. Vũ Huy nhớ nhé. Nguyên Nguyên đang buồn miên man đúng không? Rồi, anh Minh không thấy nói lời nào thì thầy đoán chắc chắn là chuẩn men rồi. Ở đây thầy có cái kiểu dữ liệu kiểu tập hợp này rất hay. Tức là như thế này, nhìn cái kiểu tập hợp này thì ta nhận thấy chắc chắn là bài này Vũ Huy sẽ nghĩ đến cái đoạn là để kiểm tra xem một cái đoạn từ Y đến Z chỉ bao gồm các có K phần tử khác nhau hay không. Thì cứ với mỗi phần tử nằm trong đoạn từ Y đến Z, bạn put hết nó vào trong cái address set. Thì khi đó thì thằng set này nó chỉ lưu các phần tử khác nhau trong tập hợp, và khi đó thằng chấm sai của nó là kích thước phần tử mà nhỏ hơn hoặc bằng K, thì đây là một thằng thỏa mãn điều kiện đấy, và khi đó ta thấy là nó hoạt động rất hay đấy. Bây giờ ta thử xem có phải đấy, làm như thế nha. Đầu tiên thì bạn sẽ thực hiện nhập n nhập k, thực hiện cho y chạy từ 1 đến n, sau đó với mỗi số nguyên dương x bạn put nó vào thằng v, xem thằng v bạn dùng nó là cái gì. Bạn v à, v nó là một cái vector giống như là một cái mảng thôi. Rồi, sau đó bạn gọi thủ tục xử lý. Thủ tục xử lý của bạn sẽ thực hiện các công việc là chạy tất cả các duyệt từ đầu đến cuối cái dãy số đến cái phần tử. Đầu tiên bạn sẽ chèn một cái thằng vrr đây của bạn đang là gì nhỉ, r khởi tạo bằng bao nhiêu, r đâu r đâu r đâu r đâu, ủa r của Vũ Huy đâu nhỉ, à đây là r là cái biến for, người ta for y for z nó quen rồi, ông for r ai nhìn được ra được. Nên khi mà nhìn code của người khác các bạn thấy nó rất buồn cười, bởi vì nó không theo cái phong cách code của mình. Và khi thầy nhìn 100 code của bạn học sinh thì thấy 100 các phong cách khác nhau. Rồi, cứ với mỗi phần tử thứ y thì bạn chèn cái phần tử đó vào trong cái thằng s. Cái thủ tục insert là thủ tục chèn vào mà. Đấy, và thằng s này nó là một cái set, là một cái tập hợp, là nơi để chứa các phần tử khác nhau. Đấy. Và bây giờ gặp gặp thằng này, đây là unordered set, unordered thì nếu không nhầm thì nó đây đâu rồi nhỉ, bạn chèn nó vào. Như vậy thì chừng nào mà cái phần tử và chừng nào mà số lượng phần tử ở trong thằng Z này mà lớn hơn K thì bạn xóa đi cái phần tử bạn có bởi chỉ số L. Chỉ số L ban đầu bạn khởi tạo bằng 0 thì chứng tỏ là nó trỏ vào cái phần tử đầu tiên của cái tập hợp đấy. Thì sau đó bạn lại tăng L lên. Vậy thì L đây là cái chỉ số đầu của dãy số.
Tí nữa thì bạn trong cái quá trình bạn chạy thì thầy bạn chạy đến bước thứ gì thì bạn cho thu được cái giá trị R, thì R nó là giá trị cuối của dãy số. Thì như vậy thì từ đoạn từ L đến R thì ta có R trừ L cộng 1 là số là độ dài của dãy đấy, thì bạn cập nhật với dãy đấy, và khi đó khi gặp một phần tử nào thì bạn sẽ xóa cái phần tử đó ra khỏi tổng hợp và tăng độ dài lên đấy. Và cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại thì ta thu được. Sau công việc này thì bạn lại gắn D bằng L. Vậy thì D ở đây ta sử dụng D ở đây đây ta quan sát xem D bạn dùng để làm gì nhé. Đấy. D bằng L, vậy thì D lưu chỉ số đầu của dãy số chính là chỉ số y. Còn thằng D cộng Z, bởi vì D cộng Z hay D cộng Z trừ 1 gì nhỉ? D cộng Z đó là chỉ số cuối của dãy số, hình như D cộng Z trừ 1 chứ. À khoan nào. À đây bạn cho chạy thử không? Ừ. Thì nó chỉ là D cộng Z đấy. Đấy, như vậy đây là một cái cách làm kết hợp với cái sử dụng cấu trúc dữ liệu rất hay. Tí nữa thầy sẽ gửi lại tới các em cái file này nhé. Ừ, hình như có bạn nào vừa bay màu ra ngoài, thầy thấy vừa ra lại vừa vào. Cái bài này bạn sử dụng cái ORSS rất hay. Vì khi mà các bạn put nó vào thì các phần tử này nó không không put nó như thế nào thì nó được y nguyên như thế luôn. Đấy. Lưu ý có thêm thằng Multiset nữa nhé. Nó cũng là cái sử dụng thằng set Android set là ba cái kiểu dữ liệu kiểu tập hợp rất hay sử dụng để lưu trữ nghiệm, xử lý trả lời ra trong câu hỏi độ phức tạp là vô cùng tối ưu. Rồi ta xem không hẳn như thế thì ta cũng không thể xem thường cốt bài làm của các bạn khác. Vừa rồi trên quá trình đi đường từ trên xuống dưới thầy thu được bài làm của các bạn. Vậy thì thầy thử xem bài làm của Nguyên mới có ở Tuấn Anh xem sao. Tuấn Anh chưa làm đây. Minh KCB2 à quên. À, KCB2 còn bạn nào nữa nhỉ? Còn Băng Băng nhà mình đây. Băng làm ở tập bên kia. Ở đâu đúng là trong này không? Để xem hôm nay KCB2 có bạn nào nhập nộp lại đấy không? À đây các bạn đang làm các bài ở trên kia. À, một bài on dạ vào cũng bài đấy. Băng đang làm MAB. Kahoot. Thuận. Kahoot. À đó. À đây rồi, thì vừa thấy có bài Kahoot đấy, ai vừa làm. Đấy các bạn thấy các bạn code rất hay nhé. Bài này thấy có bạn cũng về động. Tuấn Anh đừng buồn. À, rồi ta xem nào. Nhập n này, tạo ra một cái vector có n phần tử này. À, với mỗi phần tử AC thằng AI này. Tổ chức chương trình đặt tên là do để làm. Rồi bạn khai báo một cái vector để lưu nghiệm này. Duyệt qua tất cả các phần tử này. Sau đó bạn làm quy hành động kiểu giống như dãy con tăng ấy. Nếu hai phần tử mà bằng nhau này thì bạn gắn d bằng 0 và bạn break ra và khởi tạo lại d bằng 1. Khi đó thì bạn nhận thấy như thế này. Cho y chạy từ 1 đến n thì j chạy lại từ đầu dãy số cho tới y. Nếu ai bằng aj thì break, thì điều đó chứng tỏ nó sẽ đi từ trái sang tìm phần tử đầu tiên khác ai. Tìm từ phần tử đầu tiên khác AI thì điều đó chứng tỏ rằng AI nó sẽ tham gia vào dãy con có các phần tử khác nhau mà quên thằng AJ mà kết thúc tại thằng AJ đấy. Để vậy thì khi đó thì ta có dãy số lượng cái thằng gọi là độ dài của dãy con mà có chứa các phần tử khác nhau kết thúc tại vị trí thứ y thì bằng độ dài của dãy con kết thúc ở vị trí thứ y trừ 1 cộng với thằng d. Đấy, trong đó d ban đầu là 0 hoặc là bằng 1. Như vậy nếu nó bằng 0 tức là cái thằng thứ y này không tham gia vào cái dãy mà có k phần tử khác nhau. Bằng 1 nếu có bằng 1 thì nó bằng 1 thì chứng tỏ là tất cả các phần tử nằm trong đoạn từ y đến z không có các phần tử nào bằng nhau cả. Đấy. Không có phần tử nào mà bằng thằng ai. Khi không có phần tử nào bằng AI thì điều đó chứng tỏ
thằng AI nó khác tất cả các phần tử đứng trước nó. Vì nó khác các phần tử đứng trước nó nên nó khi thêm nó vào cái dãy số thì độ dài của dãy các phần tử khác nhau nó tăng lên một đơn vị. Nên bạn làm và quy động đây nó rất hay, tăng lên một đơn vị. Rồi, khi đó ta nhận thấy rằng trong quá trình làm thì trong bạn sử dụng một cái nhánh cận rất hay, đó là khi mà ta đi đến phần tử thứ n, nếu f của thằng n mà bằng k thì điều đó chứng tỏ rằng cái dãy và tất cả các phần tử là nghiệm nhé. Còn nếu không thì bây giờ bạn mới bắt đầu truy vết để thực hiện đưa ra chỉ số đầu và cuối của các đoạn. Bạn sẽ thực hiện lại for lại cho y chạy từ đầu dãy đến cuối dãy, cho z chạy từ cuối dãy trở về cho tới y. Khi đó rằng cái số lượng cái đây là số lượng các phần tử khác nhau nằm trong đoạn từ y đến z mà nhỏ hơn k, thì chứng tỏ đoạn từ y đến z này thỏa mãn điều kiện bài toán. Thì khi đó bạn put thằng y z và độ dài của nó vào trong một cái vector để truy vết, người ta gọi là vector lưu. Sau đó bởi vì vector lưu này nó sẽ lưu các cái chỉ số y z và các cái dãy con có độ dài là từ y đến z. Cái ta đang cần bây giờ là một cái dãy con có độ dài dài nhất. Độ dài dài nhất của nó nằm ở đoạn này nhé. Độ dài dài nhất nó ở đoạn này. Vậy thì bây giờ ta để ý xem cái compare của bạn ở bên trên này bạn dùng là như thế nào. Compare bạn để rằng là compare nó là để sắp xếp hai vector thì cho nó trả về giá trị đúng. Nếu cái ở đây bạn sử dụng một cái struct để lưu ba tham số. Chỉ số F là chỉ số first, chỉ số S là second, tức là trường thứ nhất là chỉ số Y, trường thứ hai chỉ số Z, trường thứ ba là độ dài của dãy con từ Y đến Z nhé. Khá hay. Tuy nhiên thì trong khi cầu lưu trữ dữ liệu thì cái biến T này cũng không nhất thiết phải lưu, bởi lẽ từ Y đến Z thì nó sẽ có Z trừ Y cộng 1. Nên trong khi tính toán những giá trị nào có thể tính toán mà được bởi các giá trị khác thì không cần thiết phải lưu vào. Tuy nhiên thì khi mà dữ liệu nó lớn, việc tính lại thì nó sẽ tốn thời gian, nên thôi mất thêm biến nữa thì ta lưu lại luôn. Đấy. Rồi vậy thì ta tập trung nhá. Vậy thì cái thằng AT nhỏ hơn BT có nghĩa là biểu thức này trả về giá trị true khi mà thằng đứng trước bé hơn thằng đứng sau. Đấy, thằng bé đứng sau về trọng số là độ dài nhá. Đấy, nên thủ tục sort của bạn là sẽ sắp xếp cái vector lưu này thành một cái dãy. Bởi vì dãy của bạn là một cái dãy tăng nên bây giờ bạn đấy sẽ thực hiện quên là một dãy giảm, dãy dãy tăng ấy. Nhưng cái dãy mà có độ dài lớn nhất nó lại nằm ở cuối vector. Đúng không? Vậy thì ta sẽ thực hiện for từ cuối dãy về đầu dãy. Thì ba đấy để ý rằng là nếu cái vector thứ y mà lớn hơn cái vector thứ cái thằng đứng sau nó, thằng đứng trước nó, ta đang đứng ở vị trí thứ y thì thằng đứng trước nó là thằng thứ y trừ một, thì đó là một nghiệm. Nếu mà người ta yêu cầu liệt kê tất cả các cái thằng đấy ra thì ta nhận thấy rằng là tất cả những cái thằng nào mà có trọng số mà bằng thằng lưu t thì ta đưa ra, khi gặp một thằng khác ta break ra luôn. Còn ở đây thì khi mà bạn đưa ra được một cấu hình là chỉ số y rồi thì khi đó bạn sẽ return nó ra ngoài. Lưu ý khi ta so sánh với dưới dạng thằng compare này thì cái chỉ số khi ta put nó vào, bởi vì khi ta for y for z for đuổi nhau như thế thì cái chỉ số y z nó đã sắp xếp là một cái dãy tăng về chỉ số y rồi, nên khi ta sort theo độ dài của độ dài các đoạn thì những cái thằng nào bằng nhau thì cái chỉ số của bé thường là nó sẽ nổi lên trên. Ở đây thì thầy cũng có thể đề xuất các bạn sử dụng cái thằng priority queue, cái hàng đợi ưu tiên để put kinh nghiệm này vào. Và khi các bạn put các cái thằng này vào priority queue thì cái tốt nhất nó sẽ nổi lên trên cùng và ta chỉ việc đưa nó ra chứ không cần phải for từ đầu. Và cái quá trình for này thì cũng giống như một cái priority queue. Đấy, là một cái hàng đợi ưu tiên, nó làm y như thế này luôn. Ở trong cái lớp KNC2 thì đến cái phần cấu trúc dữ liệu thì thầy sẽ dạy các bạn cái phần sử dụng cái này rất hay. Tuy nhiên bài này bạn làm bằng quy động thì đấy thực sự là một cái ý tưởng rất hay. Do đó thầy cũng sẽ có bài làm của bạn vào đây để cho các bạn cùng tham khảo. Quên mất thầy chưa, bài này là của bạn nào thế nhỉ?
bạn này của bạn Minh. Để xem bạn Minh nào đây nhỉ. À, của cái lớp KNC2. Bạn làm rất hay. Và thầy thêm test vào đây. À, của Nhật Minh. Rất hay. Làm theo kiểu quy chậm. Phải ghi tác giả code và trình trích dẫn nguồn. À, chính xác. Làm theo quy hành động. À, và khi làm theo quy hành động này thì ta thấy độ phức tạp của giải thuật là ôn bình. Độ phức tạp của giải thuật này, bởi vì tại sao ta biết được nó ôn bình? Bởi vì đây ta mất hai vòng for này. Nó mất ôn bình mà. Còn cái quá trình ta put viết sort nó vào thì độ phức tạp của nó là n nhân log n. Đấy. Và do đó ta nhận thấy độ phức tạp chung của cái bài toán này là ôn bình. Với ôn bình thì bài toán này theo thầy nghĩ chắc sẽ ăn được cái sắp tắc 2 rất hay, là được khoảng 60% điểm của bạn nếu test xây dựng đủ mạnh nhé. Và tuy nhiên thầy cũng vô cùng cảm ơn Nhật Minh làm một cái cách làm rất ấn tượng và hay. Còn kết quả đúng hay sai thì tí nữa thì để tối nay thầy sẽ observer và thầy sẽ chấm lại bài. Hiện nay số lượng bài làm của các bạn đông quá, trong vòng có mấy ngày mà 3 ngày 11, 12, 13, 3 ngày thầy lưu thu được hơn 1.200 bài của thí sinh nộp ở tất cả các lớp của đây, thì thực sự là cái tiến độ nộp bài của các em quá kinh khủng, độ chăm chỉ quá tuyệt vời. Và thầy hy vọng là cũng với cái sự đam mê lập trình đấy thì các em sẽ có học hỏi được các bạn khác. Đấy, ví dụ cái code thầy vừa đang lưu rồi. Từ trước đến nay bài này chưa bao giờ thầy làm nó bằng quy hành động. Tuy nhiên thì khi thầy thấy bạn làm bằng quy hành động, thầy thấy thực sự đáng để học hỏi. Đấy. Khi code các bạn lưu ý không nên bỏ các dòng trống như thế này nhé. Việc bỏ các dòng trống dễ kiểm soát, tuy nhiên thì nó cũng là một cái trường phái đấy. Chẳng mấy khi thầy code nó thành một cái dòng trống như thế. Đấy. Quy hành động này thì độ phức tạp toán của ta là ôn bình. Làm theo cái cách ở bên trên của thằng này lấy một các phần tử ra, cái này nó lấy độ dài kích thước của thằng set. Trường hợp nó chắc cũng tương đương khoảng tầm ôn. Rồi. Còn làm theo cách cách sắp tăng một ấy thì của nó là ô của n mũ 3. Các bạn thấy nó khỏe không? Chạy rất chi là cơ bắp. Thậm chí n mũ 3 bởi vì cái thao tác kiểm tra easy của mình. Căn order set này về cơ bản thì mình vẫn chạy theo thể nghĩ chắc nó khoảng tầm tương đương ôn bình. Nhưng mà theo nhìn theo cái cấu trúc code như này thì không biết liệu nó có về xuống được ON hay không. Để khi nào thầy check lại thời gian cái bài làm của Vũ Huy nhé. Quên mất chưa, thì bài làm quá hay, quá đẳng cấp. Thôi thầy bôi màu. Ừ, để thầy chấm thời gian nhé. Để thầy chấm thời gian để thầy đo thời gian xem cái độ phức tạp của thuật toán nó sai test là chuyện bình thường, có hai cái hoặc là tất cả cùng sai, hay là test thầy đúng mà các bạn sai. Nó sai test bởi vì thầy gửi test thì các bạn có thể xem được là nó sẽ sai ở đâu. Rồi bây giờ thầy nhảy qua code của ai đó được 10 điểm nào. Thử ta lấy thử lấy code của một cô con gái đi. Ta xem code của Thuận nào. Thuận chưa làm bài này. Code của Huy rồi đúng không? Tâm nào. Tâm cũng chưa đọc bài này. Thế băng nhà mình đi đâu rồi nhỉ? Quay nhìn thấy băng không? Băng đây. Băng lại nộp từ hôm trước. Băng đâu? Băng đâu? Băng băng đâu? Giờ này thầy quên tên của băng rồi hay sao, nhìn về không đâu, không nhìn thấy băng đâu nữa.
Đây, ta xem cốt của nàng Hoài Băng của ta nhé. Nào, cốt của Hoài Băng thì ta bắt đầu xem nào, thôi để trên notepad xem cho nó ngầu. Trên notepad thì ta nhận thấy sau khi nhập NK đọc vào cho y chạy từ 1 đến N, bạn đếm phân phối. Thế thằng ai nay mấy giờ tối nay tao học thoải mái nhá, tối nay ôi quên để thầy xem cái tham nó đã ấy chưa, tối nay thầy đang rất rảnh rỗi nên ta học một buổi tí các em nhé, ta cứ học một buổi tí. Đếm phần tử ai, bạn đếm phân phối thằng ai, nếu ai bằng một thì bạn tăng biên đếm lên, nếu biên đếm mà lớn hơn k thì bạn giảm đi cái chỉ số của đầu dãy đi. Sau đó nếu chỉ số này bằng 0 thì bạn lại giảm z đi. Sau đó bạn tăng cái chỉ số l lên. Chỉ số l giống như là cái con trỏ trỏ vào đầu dãy thế nhỉ. L ban đầu bằng 1 chỉ vào thằng đầu dãy, được rồi. Sau đó thằng an an 1 an 2 nó lấy từ đâu ra nhỉ? À, an 1 an 2 là bắt đầu hai giá trị vô cùng bé. Thì đây là lưu hai chỉ số đầu và cuối. Chỉ số y và l. Y sẽ là lưu về chỉ số cuối L cộng cộng L Y. Đây, A1 là chỉ số lưu vào đầu số, Y là chỉ chỉ số cuối, đúng rồi bạn. Vì khi đó đưa ra độ dài là chỉ số đầu và cuối. Ồ, quá chi là lợi hại. Các bạn thấy bạn băng cốt lợi hại không? Bây giờ ta thử hiểu lại ý nghĩa thuật toán của bạn làm nhé. Ta thử nghĩ xem nào, thầy thử đi guốc trong bộ băng xem nghĩ như thế nào, nếu thầy là băng thầy sẽ nghĩ như thế nào. ta sẽ duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số, đến số lượng phần tử thứ y ta đếm phân phối nó, thằng ai xuất hiện t của ai lần, nếu số lần xuất hiện của nó bằng 1 thì chứng tỏ trước đây nó chưa từng xuất hiện. Ồ, thì chứng tỏ phần tử này là phần tử mới. Tăng biên đếm nó lên rồi. Sau đó nếu biên đếm này mà lớn hơn k, k giả sử của ta, k của ta về đang bằng 3, rest bằng 1, bỏ qua. Thằng an 2 trừ an 1 nó đang bằng 0, nhỏ thua y, y tại thời điểm này vẫn đang bằng 1, l của thầy đang cho bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, hai thằng này bằng nhau, bỏ qua. Rồi, ta trường xét cái test thứ hai đi. Đến phần tử kế tiếp nó tăng đếm phân phối thằng kế tiếp lên, nếu phát nếu thằng kế tiếp mà đã xuất hiện rồi, ví dụ như nó xuất hiện 3 lần, không, bởi vì cái quá trình này thì nó sẽ giảm thằng này đi. Các bạn chờ thầy tí nhé, để hiểu được cốt của Hoài Băng thì tốt nhất ta nên lấy một cái test cho nó rõ ràng. Thôi lấy luôn test đề bài trời, để cho mình có test đề bài mà. Các bạn nhận thấy rằng ở cái môn tin của mình nó có hay ở cái điểm đấy, các bạn nhận thấy rằng cũng với một cái đề bài như thế này mà sao cái đề bài cái test chấn đời này, đề bài này test này còn chán hơn, không biết cái ông nào nghĩ ra cái test này chán thế, chắc là thầy. Thì bảo thầy vẫn hơi nhạt như thế, các bạn đừng có cười nhé. Rồi, thầy đi từ đầu dãy số cho đến cuối dãy số, gặp thằng 5 thì thầy thấy rằng thằng 5 này xuất hiện một lần. Rồi, ok. Vậy nếu thằng 5 xuất hiện một lần, khi đó red của thầy có giá trị bằng 1. Rồi. Tại thời điểm này l của thầy bằng 1, các biến này bằng âm vô cùng. Rồi. Bây giờ red của thầy bằng 1 còn lớn hơn k không? K của thầy với cái test này nó đang bằng 3, nó không lớn hơn red, bỏ qua. An 2 trừ an 1 tại thời điểm này bằng 0. Y trừ y của thầy thời điểm này đang bằng 1. L của thầy đang bằng 1, vậy 1 trừ 1 bằng 0, nó bỏ qua luôn. Rồi, quay trở lại y bằng 2. Khi y bằng 2 nó đã gặp thằng số 5 thì nó đếm thằng 5 lên. Như vậy thằng 5 xuất hiện 2 lần. Rồi. Thằng 5 xuất hiện 2 lần, thằng 5 có xuất hiện 1 lần không? Không xuất hiện 1 lần, bỏ qua. Như vậy z của thầy vẫn bằng 1. Bây giờ z của thầy còn lớn hơn k không? Một không lớn hơn k, bỏ qua. Bây giờ y của thầy thời điểm bằng 2, l đang bằng 1, vậy một chữ này có lớn hơn không? Không, có.
Vậy an của thầy chỏ vào thằng L, như vậy an chỏ vào đầu dãy là bằng 1. An 2 chỏ vào thằng Y, Y bây giờ đang là cuối dãy bằng 2. Như vậy bây giờ thầy đang có L bằng 1 và Y bằng 2, thằng cuối dãy bằng 2. Các bạn chịu khó nghe và ta sẽ tìm hiểu thuật toán và ta học hỏi luôn nhé. Mỗi bạn sẽ có những cái cách khác nhau. Rồi, bây giờ ta lại kế tiếp. Các bạn Hoài Băng này là bạn rất chi là siêu. Tình cờ biết được cái bạn này. Sau này hy vọng các bạn ở trong lớp ta cũng tình cờ biết được Hoài Băng. Các bạn thấy bạn này bé bé nhưng mà siêu lắm. Lần trước cũng may mắn thầy được chụp ảnh với bạn này một lần rồi. À thầy nhớ rồi nhỉ, có album ảnh đấy thầy chưa vẫn chưa đăng. Hôm nào thầy đăng ảnh trên Facebook hoặc Zalo các em nhớ like share comment cần lực nhé. Rồi. Hôm đấy bận quá chưa đăng bạn ạ. Rồi bây giờ ta sẽ hôm bạn Băng đi nhận được đi vinh danh thầy gặp bạn Băng nha, trong lễ trao giải. Rồi kế tiếp nữa ta sẽ tới y bằng 2 rồi nhỉ các bạn nhỉ. Sau đó y tăng lên bằng 3, để mải nói chuyện là quên mất. Y tăng lên bằng 3 thì thằng số 4 được tăng lên, như vậy ta thấy thằng số 4 xuất hiện một lần. Đấy. Anh Minh nhà mọi người nghe rất rõ em nhé. Thằng số 4 xuất hiện một lần rồi. Vì thằng số 4 xuất hiện một lần nên biến z tăng lên một đơn vị, biến z bây giờ bằng 2. Đấy. Bây giờ z đã lớn hơn k chưa? Z chưa lớn hơn k. Z ở tại thời điểm này đang bằng 2, bé hơn k bỏ qua vòng này. Bây giờ y của thầy vẫn đang bằng 1, à y của thầy đang bằng 3, l của thầy vẫn đang bằng 1 nhá. Vậy thì độ dài của con trỏ của thầy nó sẽ là an của thầy sẽ bằng an 2 sẽ bằng y. Chỗ này thì thầy bạn bạn ơi, khi cốt là hạn chế được cốt như thế này nhé. Bởi vì trên một số trình chấm cốt như thế này nó sẽ bị không điểm đấy. Lưu ý chỗ này em khi xuống dòng em mở ngoặc giúp cho thầy như thế này. Quên mất đấy. Tuyệt đối không được cốt theo kiểu đấy nhé. Cốt theo kiểu đấy trong một số trình chấm ở trong một số kỳ thi thì nó chấm được. Nhưng nếu mà nó chấm theo trình chấm cũ thì các bạn bay màu ngay. Đấy, ta xuống dòng như này nhé. Cái thằng này thì gấp lên trên đi. Thằng này là chỉ số đầu, thằng này là chỉ số cuối. Được chưa? Rồi, bây giờ ta lại tiếp tục. Như vậy thì thằng an của mình bây giờ bằng 3 bởi vì nó chỉ gắn bằng y mà. Bây giờ y chỉ đến thằng số 1. Thằng số 1. Vậy thì nó tăng biến đến thằng 1 lên. Như vậy thằng 1 xuất hiện một lần. Khi thằng 1 xuất hiện một lần, như vậy số lượng thằng Z tăng lên một đơn vị bằng 3. Ý tưởng rất hay. Khi đó nếu Z mà lớn hơn K, khi Z lớn hơn K, tại thời điểm này Z của mình đang bằng K, nên vòng lặp while này nó không đi vào, nó bỏ qua. Và chỉ số Y của ta nó lại cập nhật lại. Đầu vẫn bằng 1 và cuối bằng 4. Có 1, 2, 3. 1, 2, 3 sao lại bằng 4 nhỉ? Cuối chưa đầu bằng 1. Rồi, tiếp tục. Sau đó y tăng lên bằng 5. Y tăng lên bằng 5 nó trỏ vào thằng 4 này. 1 2 3 4. Đây là do nó có hai thằng bằng nhau. Học lỏm y3. Khi ta tăng lên thằng 4 này thì y tăng lên bằng 5 thì thằng t của thằng 4 này nó tăng lên một đơn vị. Nó tăng lên một đơn vị bằng 2. Tại thời điểm này nó không bằng 1, chứng tỏ thằng phần tử này đã xuất hiện rồi. Vậy thì nếu Z mà lớn hơn K, vậy Z tại thời điểm vẫn bên nhỏ hơn K, vậy thì tăng lên, an chỉ lên vào thằng này, chỉ vào 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, thì như đây chính là đoạn mà 1 năm mà ta tìm được đây đấy. Sau đó Y tăng lên bằng 6. Khi Y tăng lên bằng 6 nó trỏ vào thằng 2 này, thì khi đó thằng 2 có xuất hiện và thằng 2 xuất hiện một lần. Đấy, thì nếu thằng 2 này xuất hiện một lần thì Z tăng lên một đơn vị, Z tăng lên bằng 4. Khi Z tăng lên bằng 4 thì điều đó chứng tỏ rằng tại thời điểm này K của mình đang bằng 3. Vậy thì ta thấy rằng 4 lớn hơn 3 thì đi vào vòng quay này. Vì 4 lớn hơn 3
nên bạn ấy con trỏ L đang chọn vào con trỏ đầu dãy số thì giảm cái bớt đi một thằng đứng đầu dãy đây, bớt đi thêm một thằng đứng đầu dãy, tức là cái thằng đứng ở đầu dãy đang là thằng AL, ta giảm đi một thằng đấy. Việc giảm đi một thằng này liệu có đúng không nhỉ? Tại sao bớt đi thằng đầu dãy chứ không phải bớt đi thằng ở trong nhỉ? Thôi ta kệ kệ làm băng, thầy thấy bạn chấm được 10 điểm bài này mà. Rồi bạn bớt, bạn bỏ đi cái thằng đứng đầu dãy một thằng, như vậy thằng đầu dãy của thầy của bạn đang là 5, giảm xuống một là có à, đang là 2, giảm xuống một còn một. Rồi ok, nếu thằng này bằng không, thằng này không bằng không bỏ qua, thì khi đó bạn ấy tăng L lên, tăng L lên, vậy con trỏ L của bạn chỉ vào thằng số 4 này, vậy L bằng 2. À rất thú vị. Rồi bây giờ kế tiếp bạn quay trở lại Z tại thời điểm này bằng 4, K của bạn vẫn đang là 3 nhé. Đúng rồi, Z của bạn bằng 4, K vẫn đang bằng 3. Vậy thì nó vẫn đi vào vòng quay này. Bây giờ con trỏ L là bây giờ là cái thằng kế tiếp, đứng thằng kế tiếp tức là thằng số 4 này. Thằng số 4 này giảm đi một thằng, có nghĩa bớt đi thằng này. Đấy. Bớt đi thằng này xuống còn 1. Sau đó thằng này đã bằng không chưa? Thằng này chưa bằng không. Vậy thì ta tăng thằng L lên. Vậy L tăng lên bằng 3. Đấy. Rồi kế tiếp nữa, bạn kiểm tra thằng thằng 4 này có lớn hơn thằng 3 không? Vẫn lớn hơn. Thì bạn ấy giảm thằng L đi. Bây giờ có thằng L của mình đang bằng 3, nó đang trỏ vào thằng này. Giảm thằng L này đi, giảm xuống chỉ còn 0. Đấy, nó đang trỏ vào thằng 1 mà giảm xuống số lượng là xuất hiện là 0. Nếu thằng này không xuất hiện, nếu thằng này không xuất hiện thì giảm Z đi. Giảm Z đi. À như vậy, đây chính là một cái vị trí có thể là bắt đầu cho một dãy số mới. Đấy, giảm Z đi xuống còn 3. Quay trở lại giảm Z đi, sau đó L tăng lên một đơn vị. Vậy L trỏ sang thằng kế tiếp bằng 4. Đấy, L trỏ sang thằng kế tiếp bằng 4 đâu nhỉ? À, ở đây 1, 2, 3, 4. Nó trỏ vào thằng này. Rồi, bây giờ sau vòng lặp quay này dừng rồi thì bạn thấy là ăn 2 trừ ăn 1. Ta nhận thấy tại thời điểm này ăn 2 của mình là đang bằng 5, ăn 1 là bằng 4. Vậy 5 trừ 4 bằng 1. Nó không bé hơn thằng này, nó không bé hơn bởi vì lần trước mình đã thu được một cái thằng tốt nhất là 5 trừ 1 rồi mà. À, đúng rồi nhỉ, 5, 5 trừ 1 cộng 1 là nó sẽ là thu được là 5 phần tử, nó, do đó nó không cập nhật thằng này. Đấy, tương tự nó chạy đi chạy lại chạy lại chạy đi thì nó sẽ thu được cái bộ số là 1 và 5. À, vậy thì khi đó đây là cái chỉ số Y ăn 2, nó sẽ là chỉ số cuối cùng và người ta đưa ra được kết quả của bài toán. À, làm như trên thì ta nhận thấy cái vòng for của mình cho y chạy từ 1 đến n thì ta mất chỉ có ô n phép tính. Với mỗi cái thằng già thằng này, việc giảm đi các cái phần tử, trong trường hợp tệ nhất cái thằng AI của mình, tất cả các thằng AI nó chỉ xuất hiện một lần, thì cái quá trình giảm này thì nó cũng chỉ giảm một phép tính thôi. Nên theo thầy đánh giá thì độ phức tạp thuật toán của bài này có khả năng nó sẽ chạy nhanh hơn code của Vũ Huy, khả năng nó sẽ chạy nhanh hơn. Tuy nhiên cái hình thức code này là ta code theo chạy bằng cơm, tức là chạy theo thuật toán chứ không theo cấu trúc dữ liệu, nhưng thầy nghĩ đây là một cái cách làm rất hay và ấn tượng. Thầy đưa code của Hoài Băng vào đây thì thầy hy vọng là các em có một cái code để tham khảo nhé. Là một trong những cái ý tưởng code rất hay và ấn tượng. Rồi, như vậy thầy cho mình mất quá nhiều thời gian cho cái bài số 2 này. Ta sang luôn bài số 3 nhé. Còn các bài khác, các bạn khác làm được rồi hoặc chưa làm được còn có sai thì ta căn cứ tham khảo ở bài làm của các bạn. Trên thực tế thầy mới tham khảo 3 bài của bạn, của ba em làm rồi thì ta thu được 3 code khác nhau. Và được, cũng giống như khi nãy thầy nói với các em, đó là ở cái môn họ ở lập trình của mình ấy, nó không có cái khái niệm là cái đáp án duy nhất. Đáp án duy nhất nó không giống như môn hóa, các bạn viết một phương trình phản ứng, các bạn thêm vài chất vào nữa thì các bạn bay màu luôn. Nhưng ở môn tin của mình thì các em thỏa sức sáng tạo. Đó cũng là lý do tại sao thầy trên ngày xưa năm 2001
2002 thầy chọn theo môn tin. Bởi lẽ thầy thấy cảm thấy rằng mình thích sáng tạo. Mình thích sáng tạo thì mình thỏa mãn đam mê sáng tạo bởi ở môn tin mình có được. Còn ở các môn khác thì thấy cái tính sáng tạo của nó, để sáng tạo được thì nó phải có một cái level tầm quốc tế. Chứ còn cái tầm bình thường người ta không sáng tạo được. Còn đến tầm quốc tế thì mình chưa. Mình bây giờ cố gắng phấn đấu lên tới tầm ảnh hưởng tới tầm cấp quốc gia là tốt lắm rồi. Rồi ta sang đến bài tham quan. Tham quan là cái khu sinh thái này thì có M giống cây mới được đánh số thứ tự từ 1 đến M. Ta có N chậu cây, mỗi chồng thì chỉ có trồng một loại cây trong các thằng này. Tất nhiên số chậu thì sẽ nhiều hơn số cây hiện có. Để coi các cây được trồng thẳng trên, ta có thể xem các cây này trồng trên một trục số. Gia Bảo à? Ừ, Bảo mới lớp 9, chị bằng lớp 10 thì có phải lớn chứ? Rồi, thì ta nhận thấy để như vậy thì ta nhận thấy thấy rằng là trên một cái đường thẳng này mà ta sẽ thực hiện thôi chắc thể lấy cái path, bài này bắt buộc phải có cái path thì chỗ này thầy mô phỏng cho nó kỹ hơn một tí các em nhé. Chỗ này là như thế này, nói nôm na ra cho một cái đường thẳng như thế này. Thì bây giờ thì cái chậu thứ y ấy, thì được đặt ở cái tọa độ là AG đấy. Đấy, nó đặt ở các cái tọa độ này, không nhất thiết phải liền nhau, chỗ có chỗ không. Và ở cái chơi chỗ chỗ này thì thầy sẽ trồng cây có giá trị là AI. Đấy. Bây giờ người ta muốn đi một cái quãng đường ngắn nhất. Đấy. Tức là người ta cần tìm một cái đoạn, thầy lấy cái bút màu khác. Đây. Người ta muốn tìm một cái đoạn ngắn nhất. Sao cho từ cây đầu tiên đây, tức là từ cái cây đầu tiên, cây đầu tiên không phải là cái cây mà đầu dãy số đâu nhá, là cái cây họ bắt đầu thăm ấy, mà để đi đến được, mà có thể thăm được tất cả m loại giống cây, m loại giống đấy, từ đầu tiên từ vị trí này đến vị trí này, thì điều đó có nghĩa là nếu ở đây là chỉ số y là chỉ số thầy đang thăm, z là chỉ số kết thúc, thì điều đó chứng tỏ rằng từ y đến z thì nó phải xuất hiện m loại cây. Nó xuất hiện m loại cây, điều đó chứng tỏ tất cả các cái thằng AI này phải trong cái đoạn từ y đến z phải có ít nhất mỗi thằng AI xuất hiện một lần. Đây. Như vậy ở cái bài toán này so với cái bài toán 2 thì mô hình bài toán nó gần giống nhau. Bài 2 hay bài 1 gì? À, với mỗi đoạn. À, và với đúng rồi, với bài để thầy xem bài 2 bài 1 thì với bài 2 mô hình nó gần giống nhau. Thì ta nhận thấy rằng bài toán quay về bài toán là cứ với mỗi đoạn easy. Đây, cứ với mỗi đoạn từ đây đến đây mình kiểm tra xem nó có đủ m loại cây hay không, hay nói cách khác cho một mảng A bao gồm có cho một mảng A có bao gồm có à quên cho một cho n và dãy A1 A2 AN. Bây giờ người ta yêu cầu chọn ra một cái đoạn mà có từ chỉ số y cho đến chỉ số z mà sao cho các phần tử đó xuất hiện đủ m loại. Đấy. M loại ở đây có nghĩa là ta có ít nhất là có m loại cây khác nhau. Đấy. Còn ở bài kia là nhỏ hơn hoặc bằng k, đúng không? Trong đó k không quá k loại thì ở đây là tối thiểu là m loại. Và bây giờ người ta khi đó ta có l là độ dài, nó sẽ là z trừ y cộng 1, và người ta yêu cầu là tìm thằng lớn nhất. Đấy. À quên không quên xin lỗi, tìm thằng ngắn nhất để đi bộ cho đỡ mệt, mà trời thì nắng, vui vui thì nó mưa.
Hôm nay ở Yên Bái khá nắng, không biết ở chỗ các em thế nào. Vậy thì với cái cách như trên thì các bạn đã hiểu rõ bài toán rồi chứ? Vậy thì ở đây các bạn để ý, các em để ý giúp thầy là với bài toán này thì thầy trò mình đã đưa ra một cái mô hình bài toán rất hay, chính là cái mô hình của cái bài toán ban đầu ấy. Đó là ta sẽ thử qua tất cả các cái dãy con. Cứ với mỗi dãy con ta sẽ thực hiện đi kiểm tra xem nó có thỏa mãn hay không. Tuy nhiên ở cái bài toán này nó có một cái tham số rất hay là tham số xy, là tọa độ đấy của cái loại cây cây trồng của cái loại cây AI trồng này. Vậy thì ta nhận thấy rằng khi sau khi ta trồng xong tất cả các cây rồi thì ví dụ ở đây đấy, cái cây thứ nhất, cây 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 loại loại cây thứ bảy thầy trồng ở tọa độ 1, ở cái loại cây số 15 thầy trồng ở 2, loại cây số 4 thầy trồng ở vị trí 3, loại cây số 1 thầy lại trồng ở vị trí 4 đấy. Vậy thì ta nhận thấy rằng nếu đây là XY, đây là AI thì sau khi trồng cây xong thì ta nhận thấy rằng để duyệt được cái dãy này thì rõ ràng cái thằng XY này cần phải sắp xếp nó thành một dãy tăng, đúng không? Khi sắp xếp thành một dãy tăng thì ta lưu ý rằng khi ta swap cái thằng XY cho thằng XZ thì mình cũng phải swap luôn cái thằng đây là thằng AI với thằng AZ nha. Tuy nhiên để thuận tiện hơn thì các bạn nên bắn nó vào một trong cái pair, trong đó một cái thằng chấm first, một cái thằng chấm second, thì khi các bạn sort lại cái pair này, sort đâu thì cái cặp đấy nó đi cùng nhau luôn đấy, lưu ý nha. Và khi ta sắp xếp thì ta lưu ý như sau: tiêu chí sắp xếp của mình là thằng AG nha, tiêu chí sắp xếp của mình là thằng AG, tức là nếu hai thằng này mà cái thằng thứ nhất mà nhỏ hơn thằng thứ hai ấy, thì ta gọi là cái thằng thứ nhất chấm first nhỏ hơn thằng thứ hai chấm first thì ta sẽ return true, ngược lại ta return false cho cái hàm có pair giống như cái đấy bạn Vũ Huy hay bạn Minh làm nhé, và Vũ Huy làm vậy, sử dụng cái thằng có pair đấy. Như vậy thì bài toán này thì ta nhận thấy rằng điều kiện để, cái công việc đầu tiên của chúng ta đó chính là ta phải thực hiện sắp xếp lưu các cái giá trị. Khi sắp xếp thằng AI thì ta sẽ sắp xếp luôn thằng AI này lại. Sau khi sắp xếp xong rồi thì bây giờ bài toán quay về bài toán cho một cái dãy A1, A2, AN, cái dãy này này. Để lấy cái màu khác. Ta cho một cái dãy này. Và nhiệm vụ của các em là tìm dãy con ngắn nhất mà có chứa m phần tử khác nhau. Đấy, tìm dãy con ngắn nhất có m phần tử khác nhau. Nếu mà theo Vũ Huy thì Vũ Huy có thể là với mỗi chỉ số easy bạn put nó vào trong cái order reset, khi đó thằng s chấm size là số lượng phần tử trong set, nếu mà đủ m thôi, m phần tử rồi thì bạn sẽ thực hiện lưu được chỉ số đầu và cuối, và ta sẽ thu được cái cặp phần tử, cái độ dài của cái của dây đấy. Vậy thì với cái tư tưởng như thầy vừa trình bày như trên, vậy thì bài toán của chúng ta được chia thành hai cái sắp tác cơ bản. Bài này là n bằng 10 mũ 5, do đó bài này ta có thể vừa sort, có thể kết hợp với cấu trúc dữ liệu. Tóm lại các em làm thế nào cũng được nhé. Vậy thì ta sẽ có ý tưởng, ốp bài này 4 bài cơ, thầy cứ tưởng 3 bài. Thầy buồn cho thầy quá. Có lẽ hôm nay thầy trò mình chưa xong cái đề này là hết giờ rồi. Các bạn chỉ có bạn nào cứ bay ra bay vào như chim thế nhỉ? Thầy đấy. Mình à thầy giờ thầy Minh Chu đây rồi. À, ta đang chưa đề Minh Chu nha.
À, kế tiếp bài mini này, như vậy thì theo cái ý tưởng phân tích đấy vừa rồi của thầy thì thầy trò mình sẽ có các cái sắp tác đơn giản như sau. Ta có nhận xét. À, thì ta cái cây thứ y có tọa độ là xy và trồng cây ai. À, trồng đâu, quên quên. XY là tọa độ, trồng loại cây rồi, AI rồi. À, như vậy thì sau khi trồng xong nợ nợ cây, trồng xong các cây, thì các cái giá trị XY được phủ trên cái trục số, ta tạm gọi nó là trục OXY đấy, và điều đó có nghĩa là vì các phân tử này nó được phủ trên trục số nên rõ ràng cái thằng bé nhất nó sẽ được chồng đầu tiên, thằng bé vừa phải nó chồng thứ hai, vân 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 đấy. Và điều đó ta thấy rằng là sau khi thực hiện đúng rồi Gia Bảo, thì điều đó ta điều đó có nghĩa là trước khi trồng cây ấy, để thuận lợi nhất ta sẽ sắp xếp tọa độ của các cái loại cây này theo trục tọa độ, sau đó ta đi từng bước ta trồng từng cây, trồng 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 đấy, chứ không phải trồng cây ở vị trí 15 một cái, trồng cây thứ 100 phát xong lại trồng cây thứ 17 cái, trồng cây thứ 125 một cái, đi đi lại lại hết ngày cũng không trồng xong cây đúng không, mà ta sắp xếp nó theo tọa độ các cây, cây nào trồng ở đâu, cây nào trồng ở đâu. Vậy thì đầu điều đó có nghĩa ta cần sắp xếp lại dữ liệu theo chiều tăng của thằng ấy gì đấy, theo chiều được tăng của thằng ấy gì. Với cái nhận xét như trên thì ta chia ra bài toán thành bước một là ta sẽ nhập dữ liệu rồi. Bước 2, nhập dữ liệu ở đây thì tùy theo các khả năng của các bạn. Bạn nào sử dụng structure, sử dụng cấu trúc thì các bạn sử dụng kiểu structure. Còn nếu không các bạn sử dụng pair nhé. Còn nếu không các bạn sử dụng hai cái mảng một chiều, mảng A và mảng B. Mỗi thế thôi, mảng X và mảng mảng A, mảng X và mảng A. Mỗi thế thôi. Các bạn nào không biết sử dụng vector, không biết sử dụng pair, không biết sử dụng chắc thì sử dụng hai cái mảng một chiều cho nó nhanh. Rồi. Bây giờ ta sẽ thực hiện sắp xếp cái dữ liệu tăng dần theo cái gì. Đấy. Thực hiện công việc này chờ xong rồi thì ta sang bước 3. Ở bước 3 chúng ta mới bắt đầu thực hiện chia theo các sắp tác. Bây giờ ở bước 3 cái mục ta bây giờ bài toán quy về bài toán tìm dãy con dài nhất, à xin lỗi, ngắn nhất, thầy vẫn hay ngáo cái bài dài nhất, ngắn nhất chứa m phần tử khác nhau, m phần tử AI khác nhau đấy. Do đó lúc này sức mạnh của set bắt đầu áp dụng nhé, set nó là đấy, sức mạnh của set có thể áp dụng được. Ngoài ra các bạn có thể dùng vector put nó vào, dùng priority queue put nó vào, các bạn dùng stack queue, tóm lại là với một cái dãy con các bạn thích put nó vào đâu thì put đấy, và put vào cái nào để ta thu được số lượng phần tử khác nhau là nhanh nhất thì một trong những cái đó thì ta sẽ put nó vào set. Set thì ta sử dụng thằng order set giống như khi nãy Cú Huy có sử dụng đấy. Vậy với cái tư tưởng như như với cái bài toán là quy về bài toán tìm dãy con đấy, bài toán ta quy về bài toán này tìm dãy con ngắn nhất chứa m phần tử khác nhau. Các bạn nào mà không biết sử dụng cấu trúc dữ liệu thì ta đến phân phối, mà không đến phân phối thì ta sort nó lại, ta đếm từ đầu đến cuối, nếu số lượng phần tử khác nhau mà bằng độ dài của dãy con đó thì nó
À mà bằng m thì chứng tỏ dãy con đó thỏa mãn. Đấy. Rồi, thì với cái sắc tăng một như thế thì thầy trò mình bắt đầu áp dụng đúng cái mô hình của cái bài toán kia. Các bạn chờ thầy một giây để áp dụng cái mô hình của bài toán này. Ở bài này thì thầy nhấn mạnh cái mô hình của bài toán này bởi vì các bạn sắp thi ở Yên Bái, các bạn sắp thi cấp tỉnh. Nên cái mô hình bài toán này nó giải quyết được rất nhiều các bài toán con. Cho thầy tách nó ra nhé. Sắc tăng một. À. Đấy. À, sau sắp tăng một thì bây giờ ta công việc của ta là đi tìm đấy, sắp tăng một bây giờ ta bắt đầu giải quyết cái công việc của mình nhé. Rồi sau khi thực hiện nhập dữ liệu xong, bây giờ thầy for y chạy từ đầu dãy số đến cuối dãy số, for z chạy từ y cho đến n. Nên bởi vì cái dãy con này ta phải chọn tối thiểu là m phần tử khác nhau, nhưng nếu ta for chạy từ y cho đến n cũng được, hơi tệ một chút, đằng nào nó cũng quá tệ, thì ta cứ cho y chạy từ 1 đến n, for z chạy từ y cho tới n. Để cải tiến lên mình nên for z chạy từ y cộng m trừ 1 cho tới n nhé. Bởi vì muốn có được m phần tử khác nhau thì tối thiểu độ dài của dãy con nó phải đủ m phần tử nhé. Lưu ý chưa đấy? Về, tuy nhiên ở đây thầy vẫn áp dụng mô hình bài toán tổng quát là ta vẫn cho y chạy từ 1 cho đến n. Nếu kiểm tra dãy y, vậy thao tác kiểm tra bây giờ của mình là kiểm tra xem dãy này có đúng m loại phần tử khác nhau hay không. Đấy, nó hay ở chỗ đấy. Ta kiểm tra xem m phần tử khác nhau hay không. Muốn kiểm tra các phần tử từ y đến z có m loại phần tử khác nhau hay không, cách đơn giản nhất, ta for từ đầu từ y cho đến z, ta put nó vào một thằng set. Nếu kích thước của thằng set đó chính mà bằng thằng z trừ y cộng 1, tức là bằng độ dài của dãy. À quên, nhầm, kích thước của set mà đúng bằng cái thằng thằng nào nhỉ? À, bằng bằng m chứ không phải bằng cái gì, chỉ là bằng độ dài mà bằng m, thì điều đó chứng tỏ nó có chứa các phần tử khác nhau. Thế nhá. Rồi sau khi thực hiện xong cái thằng này thì ta đề bài người ta yêu cầu tìm thằng có độ dài ngắn nhất, vậy thì mình phát hiện ra nếu red mà bé, nếu độ dài vừa tìm được mà bé hơn cái nghiệm thì ta cập nhật là cái nghiệm red bằng thằng này. Trong đề bài người ta có yêu cầu đưa ra chỉ số không? Đề bài không cần đưa ra chỉ số, ta bỏ nó đi. Khi code chương trình nếu sau câu lệnh if hoặc câu lệnh for mà chỉ có một lệnh thì các bạn bỏ cái cặp dấu ngoặc đi nhé, cho nó đỡ nhìn đỡ rối mắt nhé. Chỗ này ta hoàn toàn có thể bỏ được cái này đi, trong chương trình nó tường minh hơn nhiều. Đấy, vậy đây là cái sắp tăng một. À, cô Nguyên, thầy chưa? Thầy chắc là thầy đang phải còn rất dài nữa để trở thành một YouTuber được. Nhưng cái hay nhất của thầy đăng lên là thầy hy vọng rằng các cái bài giảng của thầy sẽ đến được với nhiều bạn học sinh hơn. Bởi vì một số bạn có điều kiện học, với một số bạn chưa có điều kiện học thì các em cũng có được một cái kênh thông tin mà nếu mà hợp với cái phong cách học của mình thì các em có thể học tốt được. Và thầy cảm nhận rằng với một học sinh học tốt thì không nhất thiết thầy gì thầy đó phải là người xuất sắc nhất quốc gia hay là xuất sắc nhất quốc tế, mà quan trọng nhất nó hợp được với cái phong cách làm việc và cái tính cách trong cái quá trình làm. Và tuy nhiên trong quá trình là dạy thì thầy hơi ngáo một tí, thì các bạn cấm cười nhé. Rồi thầy cảm ơn khai cô Nguyên, vậy nhớ like share, nhớ subscribe kênh YouTube của thầy nhé. Còn trong trường hợp may mắn hơn nữa thầy sẽ tuyển em làm con rể. Vui cười gì. Ca này khó thế nào đó, thấy chưa, thầy biết ngay cô Nguyên mà, thầy vừa nhắc đến cái là nó ngoảnh mông đi luôn, buồn thầy quá. Rồi, bây giờ thì ta sẽ quay trở lại cái sắp tăng 2. Vậy cái sắp tăng 2 thì có rất muôn vàn cái cách cải tiến ở chỗ này. Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ đi theo 500 anh em
Vậy thì ta sẽ đi theo thứ tự ưu tiên từ bé đến lớn. Ưu tiên từ bé đến lớn thì ở trong lớp này bé nhất vẫn là bạn Băng, do đó thì lại chọn luôn cốt của bạn Băng. Vậy chúng ta xem hôm nay Băng sẽ làm cái gì nhé. Con gái gì con gái sát vai em còn con mình cần chưa Các bạn của Quân. Rồi ta tiếp tục các bạn nhé. Vậy thì rồi ta bây giờ bắt đầu nhé. Đi ra đây. Như vậy ở bài này thì bạn Băng bạn là áp dụng mô hình y nguyện y như bài bài bên trên đúng không? Tuy nhiên ở đây thì ta phân tích lại nhá. Bước 1 nhập dữ liệu này. Bạn đẩy nó vào một cái vector vào một cái pe đấy, một vector vector mà
mỗi phần tử nó gồm có hai thành phần là một cái p. Sau đó bạn sort cái vector đấy thành một cái dãy tăng theo cái tiêu chí là thằng cái chỉ số x là cái chỉ số ban đầu đấy. Vậy thì bây giờ bạn sẽ thực hiện sau khi sort xong thì ta thu được một cái trục OX đã được sắp xếp tăng rồi, đi kèm với nó cái giá trị AI đằng sau. Bây giờ ta sẽ thực hiện là cho y chạy, bạn khởi tạo thằng TI bằng 0 rồi, và ta sẽ biết khởi tạo TI bằng 0 để giống như là đếm đếm phân phối. Rồi bây giờ bạn thực hiện là theo đúng như mô hình của bài toán khi nãy. Bạn vẫn thực hiện cái quá trình duyệt từ đầu dãy số đến cuối dãy số. Bạn đếm số lần xuất hiện của thằng đấy. Nếu thằng đấy mà xuất hiện một lần thì chứng tỏ nó khác nhau. Vậy nó thêm số lượng phần tử khác nhau vào. Nếu số lượng phần tử khác nhau mà bằng m thì chứng tỏ rằng là đây là một cái dãy con thỏa mãn. Thì bạn sẽ giảm đi cái số lần xuất hiện của cái thằng đứng đầu dãy số. Nếu thằng đứng đầu dãy số mà có số lần xuất hiện bằng 0. Số đây là t của thằng y này, chỉ số thứ hai của nó. Thì bạn sẽ cập nhật bạn tìm giá trị nhỏ nhất nhưng mà bạn đặt tên là biến r max bằng rất chi là ngầu nhá. Tìm min nhưng đặt tên biến là r max, chắc là bạn băng để lừa anh em thôi. Ở đây ta sẽ tìm min, ta hay sử dụng r min đúng không, băng để là r max là để lừa anh em thôi. Chắc là để thử anh em xem anh em có hiểu không. Đấy. Kết quả của bài toán là R-min là kết quả của bài toán. Đấy. Ý tưởng của băng rất hay, đúng theo mô hình của bài toán trước. Rồi ta sẽ áp dụng, ta thử xem các bạn khác. Bạn nào làm được cái bài số 3 rồi nhỉ? Trần Gia Bảo, thôi. Thầy... lấy ai bây giờ? Đây, phải lấy mini của bạn Đình Bình nhé. Đây là một trong những bạn có khả năng cốt thể lực giống như băng. Xem nào. Cái bạn này chắc anh em họ hàng nhà băng hay sao? Cũng thấy sót xếp. Bạn lưu nó vào một cái pair, sau đó bạn sort cái pair đấy. Rồi bạn for từ đầu đến cuối. Ồ. Đây là quá trình bất của bạn. Ồ. Ồ. Xem không. Đình Bình có làm bài này ý tưởng gần gần giống với băng. Nhưng theo tư tưởng chung của bài toán này ta đều làm như vậy. Cũng với cái mô hình sau khi sót lại ta làm tương tự nhá. Rồi, cũng không thấy sao Đình Bình lại dùng cái thằng gì đấy. Sai mi, sai nằm bên này chết rồi. Phải đính chính lại ngay cho cái ông này. Rồi thầy lấy code thêm. Vừa rồi thì code của Đình Bình thầy cũng khuyến cáo các bạn một cái điều vô cùng quan trọng. Hiện nay một số các em code bởi một số các cái trình khác nhau, trình soạn thảo khác nhau.